Trung cư ngáo giá 100 mét vuông giao bán 7 tỷ đồng. Mấy người ở chung cư tôi quen toàn khoe nhà tôi giờ lên 5 tỷ, 7 tỷ. Nhưng tôi dám cá với giá đó còn lâu họ mới bán được. Có lẽ thanh niên thành phố từ giữa 8X đổ lại đây, nếu không có bố mẹ hỗ trợ thêm ít nhiều, thì chắc có làm cả đời cũng không mua được nhà Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Thu nhập 20 triệu đồng một tháng tại Việt Nam giờ cũng là trên mức trung bình khá nhiều rồi. Nhưng với mức lương đấy thì chắc chắn bạn sẽ chẳng bao giờ đủ chạy theo giá nhà ở thành phố chứ đừng nói tới lương phổ thông trung bình trên dưới 10 triệu đồng. Chẳng biết thực tế lượng mua bán nhà ra sao, có khan hàng, bán chạy như các thông tin được công bố gần đây hay không. Tôi chỉ thấy đa phần người ở chung cư gặp người quen rất hay khoe rằng nhà tôi giờ lên giá 5 tỷ, nhà khu tôi giờ bán giá 7 tỷ. Ấy vậy mà tôi xem các thông tin đăng bán nhà thì giá đâu có tới mức đấy. Không biết họ có nghe đồn đại trong các group cư dân hay họ muốn khoe để mọi người thấy quyết định mua chung cư của mình là đúng đắn nữa. Riêng với quan điểm cá nhân tôi, cùng số tiền 7 tỷ đó, tôi thà chọn mua nhà ngõ rộng 3 mét, thoáng đãng, sáng sủa. Diện tích 40 mét vuông, ô tô vào tận cửa, nhà có thang máy, thay vì đua đòi mua chung cư cao cấp 3 phòng ngủ, diện tích 100 mét vuông. Nhà cửa giờ cứ qua tay một người phải lên cả tỷ đồng là ít. Chủ nhà thường muốn phải thu về số lời tối thiểu 10 đến 15% so với giá mua vào. Trong khi đó, có mồi thì cứ anh thu đủ phần của anh, còn em giao bao nhiêu là quyền của em. Vậy là mỗi cỏ tới lại giao một giá khác nhau, có khi cách một tiếng chênh nhau cả trăm triệu đồng. Giá bán chung cư vì thế cứ leo thang chóng mặt đến mức mất kiểm soát. Giờ dân buôn vốn dày cộng thêm môi giới toàn muốn ăn trên lệch vài trăm triệu chứ không phải phí một phần trăm như xưa, nên nhà cửa qua một đời chủ là lên vài nấc. Suy cho cùng, lãi bán nhà vẫn cao hơn ngân hàng, nên có ôm đất vài năm mới bán được người ta vẫn cứ ôm. Tất nhiên, giá giao bán là vậy chứ thực tế liệu có được như thế? Trong ngõ nhà tôi trước đây có người đang lên mạng bán căn chung cư mà mãi mấy năm trời không bán được. Mỗi cò dắt khách tới lại hết một giá, cách nhau nửa tiếng trên vài trăm triệu đồng là chuyện bình thường. Tới xem trực tiếp mà còn loạn giá như vậy, chưa nói tới giao bán nhà trên mạng còn đến mức nào. Tuy nhiên, hầu hết trong số đó là những chiêu trò đăng ảnh ảo, giá ảo để khách tới xem. Trừ giá trị và giá bán thực tế, tôi tin không được nhiều như thế. Bỏ chạy khi người bán nhà dọa không mua nhanh là mất. Tôi đến xem nhà, chưa kịp kiểm tra quy hoạch, giá thị trường, chủ nhà đã dọa có vài người mới xem và hứa sẽ xuống cọc ngay chiều nay. Tôi đi ngược với tâm lý FOMO nên khó chấp nhận mua thật nhanh bất động sản bằng mọi giá khi thấy đà tăng, thấy nhà giao bán, tôi đến xem. Nhưng chưa kịp kiểm tra quy hoạch, giá thị trường, mà chủ nhà đã rào trước có vài người mới xem và hứa sẽ xuống cọc ngay chiều nay. Nghe vậy, tôi bỏ chạy luôn, coi như không có duyên mua căn nhà đó. Nhờ thế, Tôi không thắng đậm cũng chẳng thua đậm trong những năm sốt đất hay khi bất động sản đóng băng như vừa qua. Nói chung, tôi chỉ cần tài sản gia tăng vừa phải và quan trọng là bảo toàn được vốn. Đó là quan điểm của độc giả LUC Binh Trang trước tình trạng giá trung cư Hà Nội tiếp tục leo thang đầu năm nay nhưng vẫn bán chạy. Ngoài lý do nhu cầu dồn nén trong khi nguồn cung ít ỏi, nhiều người gấp gáp mua trung cư lúc này vì sợ giá tiếp tục leo thang, không còn ở ngưỡng hợp lý hay còn gọi là tâm lý FOMO. Lo ngại giá trung cư tiếp tục tăng, nhiều người vừa đi xem nhà đã chốt cọc ngay, bất chấp giá nhà bị đẩy lên cao hơn so với giá trị thực tế. Cảnh báo sai lầm khi vội vàng mua nhà với tâm lý FOMO. Bạn đọc bình luận cho rằng người mua cần thận trọng, bình tĩnh để chờ nhiều cơ hội trong tương lai. Giờ dân buôn vốn dày, cộng thêm môi giới toàn muốn ăn trên lệch vài trăm triệu đồng chứ không phải phí một phần trăm như xưa, nên nhà đất cứ qua một đời chủ là lên vài nấc. Trong ngõ nhà tôi trước có căn đăng lên mạng bán mãi mấy năm trời, mỗi cò dắt khách tới lại hết một giá cách nhau nửa tiếng mà giá giao bán trên vài trăm triệu đến cả tỷ đồng là chuyện bình thường. Cuối cùng chẳng hiểu chính xác chủ muốn bán giá bao nhiêu. Tới xem trực tiếp còn vậy nữa là trên mạng toàn chiêu trò đăng ảnh ảo, giá ảo để khách tới xem, hòng đẩy giá. Hoãn mua nhà để không dính bẫy chung cư. Trong khi đó, lựa chọn không lao theo thị trường, độc giả Thu Cúc nhận định lái và môi giới nhà đất đang thổi giá bất động sản, tạo tâm lý FOMO để thoát hàng tồn kho mấy năm nay. Lời khuyên của tôi là mọi người đừng dại mà đu theo lúc này, nhất là các nhà đầu tư cá nhân. Cơ hội để bạn có thể lướt sóng chốt lời là rất thấp và nó chỉ thuộc về số ít người. Còn lại, đa số sẽ lại bị mắc kẹt thay cho người trước đó. Với người có nhu cầu thực thì rất ít người sẽ chấp nhận mua giá cao. Đa số sẽ chờ luật đất đai mới ban hành để đánh thuế người sở hữu nhiều bất động sản, giảm tình trạng đầu cơ và khơi thông pháp lý. Khi đó, nguồn cung nhà đất cũng được dự báo sẽ tăng trong tương lai gần 2025. 2026 và kéo giá nhà xuống. Cùng chung quan điểm không mua nhà đất theo tâm lý FOMO, bạn đọc Ngô Clark kết lại, hầu hết người mua thường có suy nghĩ nhìn về quá khứ để quyết định hành động trong hiện tại. Ít ai có kỹ năng phân tích quá khứ để dự đoán tương lai rồi mới đưa ra hành động cho hiện tại. Việc giá trung cư hay một loại tài sản khác là vàng đang tăng chóng mặt trong thời gian vừa qua là một ví dụ. Đó là điều mà tất cả đều nhìn thấy. Nhưng khi mọi thứ quá rõ ràng như vậy, tức là thông tin đã đến với mọi người, nên chiều hướng giá thường sẽ không diễn biến như vậy quá lâu nữa thị trường nào cũng sẽ luôn có những thời điểm có sóng biến động lên xuống rất nhanh và nó chỉ mang tính thời điểm chúng ta cần tránh những thời điểm đó bình tĩnh chờ đợi thị trường ổn định để không bị thiệt thòi